vâng chào các bác hôm nay em toàn thắng đại diện cho shop hàng nhật lại lên sóng giới thiệu các bác đây hôm nay em sẽ quay cho các bác hai dòng sản phẩm hai sản phẩm của hiệu chim ti chín nghìn à, dòng uh, chim ti chín đây là hai sản phẩm này còn đâu những cái uh, uh, phụ kiện này là em đang uh, làm cho bằng sóng sung siêu âm các bác nhé vệ sinh uh, rất là sạch sẽ và mới đây là những bản tấm điện cực của mà, của hai máy các bác nhìn, đấy, các bác nhìn tấm điện cực này các bác dùng đến 2-30 năm này các bác yên tâm mà sử dụng nhé đây, đấy, đây không phải đen các bác nhé, đây là nước này, đấy, em uh, chỉ cần uh, miết tay vào đây các bác, đấy, đấy những cái tấm điện cực này thì uh, các bác sử dụng thì đến 2-30 năm các bác vẫn cứ yên tâm, đây là bảng mạch của nó này bảng mạch công suất các bác nhìn nhé to phạc hầm hố đấy, nhật làm rất là tỉ mỉ và chi tiết để dùng thì uh, quá ok và chất lượng thì hai sản phẩm này thì hôm nay em làm cho một bác ở Lâm Định và một bác ở Hà Nội nên đâm ra em uh, các bác cũng đặt hàng và em quay uh, chi tiết các tấm điện cực để cho các bạn yên tâm các bác sử dụng các bác nhé đây là hai quả lọc của nó đấy hai buồng uh, điện phân Đấy, à, bọn em uh, làm bằng hệ thống sóng uh, sung siêu âm nên đâm ra tất cả các thứ là rất là sạch sẽ và đảm bảo cho khách hàng nếu bác nào quan tâm về những sản phẩm máy lọc nước uh, ion kiềm thì hãy nhấc máy inbox qua số điện thoại zalo của em 0914300368 nếu các bác đặt hàng thì em sẽ tất cả những con máy các bác đặt là em sẽ quay một là gửi qua chi tiết qua zalo cho các bác hai nè em sẽ lên sóng để cho mọi người toàn thể mọi người biết được các chất hàng của nhà các bác đang dùng nên các bác cứ yên tâm tin tưởng khi shop nhà em làm những chiếc máy lọc nước khi đầu nguồn đầu vào nhập đã tốt thì các bác yên tâm những cái tấm điện cực thì cực kỳ ok dòng chim t 9000 8000 và t 5 hx nó là một trong những dòng nồi đồng cối đá và nó có tỷ lệ 40.000 giờ gấp 8 lần so với một chiếc máy lọc nước ion kiềm bình thường các bác nhé Đấy, tối đa sử dụng tấm điện cực các bác nhìn những cái tấm điện cực này các bác dùng thì các bác cảm giác quá yên tâm rồi Đấy, nếu bác nào mà muốn đặt những sản phẩm đẹp muốn xem từng chi tiết của sản phẩm của máy lọc nước nhà mình thì cứ liên hệ qua cho em những cái sản phẩm mã nào các bác cần thì em sẽ đáp ứng cho các bác để các bác yên tâm một sản phẩm chất lượng để sử dụng gia đình nhà mình vì mỗi chúng ta bỏ những cái giá trị thôi hàng đập hộp thì em không nói làm gì thì nó nguyên xe siêu nguyên hộp nhưng mỗi cái, cái giá trị của của các bác bỏ ra cái số tiền nó cũng khá lớn nên các bác cần được những cái chi tiết trong các các cái máy móc như của mình kể cả những cái con mà thợ nhà em dọn con nào không đạt yêu cầu em sẽ không bao giờ dựng lên cho các bác dùng như các bác nhé các bác cứ yên tâm về cái, cái chuyện đó cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video Đấy, bác nào mà có nhu cầu thay đổi nguồn nước à, của nhà mình thì à, inbox qua zalo cho em